Rồi chào các bạn, mình là Hồng Phúc từ app.com. Nếu bạn đây là lần đầu đến bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe để đăng ký. Và ngày hôm nay như tiêu đề mình đã viết rõ rồi, mình sẽ giveaway một cái chương trình, gọi là một cái event, cái chương trình mình tặng quà cho anh em bởi vì những sự ủng hộ của anh em. Nếu như các bạn chưa không để ý hay là chưa biết á, thì mình mới nhận được 100.000 subscribe và dĩ nhiên rồi YouTube đã gửi mình cái này. Mình bóc hộp cho anh em. Ngắn gọn thôi là mình đã được một cái nút bạc YouTube, và công lao khi mà mình có cái 100.000 subscribe này á, không đâu hết là chính các bạn. Cho nên là bởi vì các bạn subscribe mình cho nên là mình mới đi nhận được cái này, chứ không phải tự dưng mà mình có. Cho nên là với cái gọi là cái sự kiện vui vẻ như vậy thì mình muốn tặng anh em một cái giveaway. Tổng trị giá sẽ là 5 triệu, và sẽ có khoảng cỡ 10 đến 11 phần quà. Tổng tất cả phần quà nó sẽ là giá trị là 5 triệu, trong đó một phần quà lớn nhất trị giá là 3 triệu đồng. Nó là cái gì thì mình sẽ công bố sau, có thể ở trong video tiếp theo các bạn sẽ biết. Tuy nhiên để tham gia cái event này á, thì các bạn hãy comment cái bài viết mình để ở dưới phần description, ở dưới phần comment á, comment vào đó, tag một bạn bè, tag một người bạn hoặc 2 người bạn hoặc 3 người bạn, bao nhiêu cũng tùy, tất nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Rồi và comment cho mình biết là các bạn cảm nhận như thế nào về kênh của mình, cần cái cải thiện như thế nào, hoặc là các bạn muốn mình làm về những cái chủ đề gì, hãy comment vào đó và sau đó share bài viết đó là được rồi. Nếu được thì like page và subscribe kênh của mình nữa. Thì trong khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2019 thì mình sẽ unbox, mình sẽ giveaway 10 cái phần quà đó, bốc thăm may mắn ngẫu nhiên những bạn comment ở trong bài viết đó. Tất nhiên kể cả những cái bạn mà được tag á, và các bạn comment á, các bạn cũng có thể dính, có thể trúng phần quà đó luôn. Đó là 10 11 phần quà đó, tùy. Có thể vui vẻ hơn thì mình sẽ tăng lên hơn nữa đó, thì đó là tùy. Quay một chút thì mình cảm ơn tất cả các bạn, mình rất là biết ơn các bạn đã subscribe cho mình, đã ủng hộ mình trong suốt khoảng 5 năm vừa qua mình làm YouTube, và không có gì tuyệt vời hơn cái chuyện đó cả. Cho nên là mình cảm ơn tất cả các bạn, và mình hứa mình sẽ tiếp tục duy trì kênh của mình. Và nếu được á, mình biết các bạn ủng hộ mình theo những cái cách rất là đơn giản như là like, subscribe, share, rất là chuyện rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn có điều kiện hơn một chút xíu, các bạn có thể mua cái bộ preset của mình, những bộ pro, bộ live, bộ phim, bla bla bla, rất nhiều bộ preset blend màu tự động cho các bạn, thì các bạn có thể tham khảo qua đó, mua một cách ủng hộ mình cũng được, chẳng sao cả. Hoặc như các bạn muốn nó tiết kiệm thời gian cho các bạn trong quá trình xử lý ảnh, trong quá trình blend màu ảnh, thì các bạn có thể tham khảo đó. Link thì mình cũng sẽ để ở dưới phần comment để các bạn tham khảo. Ngoài ra thì mình có mở một cái shop thời trang, tất nhiên là chả liên quan gì cả, nhưng mà nếu anh em thích thì các em có thể ghé qua, đây là gaza.vn, mình để link ở đây đó, gaza.vn, rất đơn giản vậy thôi. Thì đó là một vài cái mình muốn chia sẻ cho anh em, và cũng như thông báo về vấn đề là mình sẽ giveaway. Tổng trị giá sẽ là 5 triệu, tất nhiên là chẳng bao nhiêu cả, nhưng mà mình hy vọng là những cái phần quà này sẽ góp phần làm anh em vui vẻ chút xíu ha. Thì hôm nay cũng là ngày 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh, mình cảm ơn tất cả anh em đã xem video này. Đừng quên ghé qua những video khác ở trên kênh của mình, và mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống xíu, nhấn nút subscribe để đăng ký, nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để những cái video tutorial tiếp theo mình ra các bạn sẽ không bỏ lỡ nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.